lùm xùm anh thơ và các anh hùng bàn phím sau cú sốc thần tượng. Cộng đồng mạng, người hâm mộ đang xôn xao với nhiều vùng cảm xúc trước việc ca sĩ anh thơ xin rút lui không tham gia chương trình Mạch Nguồn Ví, Dặm. Cộng đồng mạng, người hâm mộ đang xôn xao với nhiều vùng cảm xúc trước việc anh thơ xin rút lui không tham gia chương trình Mạch Nguồn Ví, Dặm. Nữ ca sĩ nhận lỗi vì đã sơ suất nhìn nhầm lịch nên nhận trùng hai chương trình vào cùng một tối. Nhưng mạng xã hội râm ran thông tin nữ ca sĩ đòi cắt xi 86 triệu đồng cho hai bài hát không thương lượng được nên đột ngột bỏ show. Những anh hùng bàn phím sau cú sốc với thần tượng của mình có trời mà ngăn được họ nhấp chuột huyết âm mưu. Quy luật không có lửa làm sao có khói vẫn điều tiết không ít người, nên có nhầm cũng chịu nội oan thị kính. Cuộc sống, dẫu trên lĩnh vực nào, nhiều tình huống thường xảy ra bất ngờ, không giống nhau, bài học kinh nghiệm lần trước tuy đã thuộc, không chắc vận dụng được cho lần sau. Căn cốt vẫn là văn hóa trong một con người nói chung, hay khi con người đó là nghệ sĩ, là nhà giáo hay hai trong một nói riêng. Đã thành danh để phục vụ người hâm mộ ngày càng tốt, để phát triển bản thân, để có cát xi từ cao đến khủng thì không thể. Hoàn toàn không thể một mình lo từ A đến Z. Trang phục, trang sức, trang điểm cần lắm, nhưng còn viết, phát ngôn những hợp đồng sắc về lý, rộng về tình, mở hướng tới cùng lui. Đòi hỏi sự cộng tác của các chuyên gia am hiểu sâu từng lĩnh vực liên quan, vô cùng cần thiết. Tiền đâu trả lương cho họ, cứ hạch toán và xe cho mỗi show diễn. Cát xi sẽ đội giá, có thể, song an toàn là điều kiện cần để mỗi nghệ sĩ bước chắc và lên cao trên nấc thang sự nghiệp. May hơn khôn, đến đâu hay đó chỉ là thành công nhất thời, cá biệt. Hiểm họa từ mạng xã hội là thực tế khi chẳng may người của công chúng chia sẻ thiếu trong sáng, non chuẩn mực, lỏng kỹ năng, nông kiến thức. Thời gian qua, có nghệ sĩ mắc phải, giá phải trả đôi khi tiêu hoang bao công sức gây dựng trong thời gian dài. Nháy mắt, từ một chia sẻ hay hành vi của giới nghệ sĩ có thể gây bùng nổ khó lường và ngàn năm bia Google vẫn còn trơ trơ. Xã hội hiện có hai tương tác, thật, xa, ảo, để thích ứng với nó, cần luôn học hỏi, chia sẻ và hợp tác một cách chuyên nghiệp. Xem các phim Trung Quốc mới thấy, nước họ bây giờ, luật sư trở thành lực lượng không thể thiếu trong hoạt động của nhiều giới tại đại lục. Hay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, gần đây lùm xùm nhiều vụ kiện, đến hầu tòa cùng với ông là dàn luật sư tiếng tăm. Tôi không có ý so sánh nhưng xin lưu ý rằng, xã hội ngày càng hiện đại, giàu có thì mặt trái có thể càng khốc liệt. Nếu phải liên lụy, chính sự chuyên nghiệp giúp ta không bị nhấn chìm xuống dòng sông bốn. Một lần, trong bài viết nghị luận xã hội, ngữ văn lớp 11, tại trường tôi làm hiệu trưởng, lấy phát biểu của một thành viên trong ban nhạc BTS làm ngữ liệu. Để ra, thành viên Kim Nam Jun, IM, của BTS đã có một bài phát biểu ngắn truyền cảm hứng đến với giới trẻ. Hình ảnh một nhóm nhạc pop có thể đứng tại Liên Hiệp Quốc phát biểu đã nhận được sự ủng hộ và hàng loạt lời khen ngợi từ cư dân mạng. Em nói, hôm qua, tôi chính là tôi. Hôm nay, tôi vẫn là tôi, với tất cả lỗi lầm của tôi và những sai lầm của tôi. Tôi yêu bản thân vì những gì đã trải qua, đang trải qua và sẽ trở thành. Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh, chỉ về ý kiến trên. Phát biểu đó chắc được gọt rũa bởi chuyên gia truyền thông cộng tác với BTS, một ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc. Để học ăn, học nói luôn cần sự hợp tác và cả chui rèn, mỗi nghệ sĩ không chỉ vì cơm áo gạo tiền mà họ cần truyền cảm hứng đến fan hâm mộ. Năng lượng tích cực này, khi được cung cấp sẽ giúp công chúng nghĩ hay, làm đẹp cho họ, gia đình, cộng đồng, có phần quan trọng cho cuộc sống an vui. Một nghệ sĩ, hai nghệ sĩ. Nữ nghệ sĩ, mỗi người nói lời hay, làm việc tốt, cháy hết mình cùng khán giả, diễn xuất thu hút khán giả. Đây chính là hành trình góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tạo thành sức mạnh to lớn, xây nước Việt mạnh giàu. Khi ấy và trong lộ trình ấy, cát xi cao ư, chuyện thường thôi. Và, hủy sâu, chuyện chẳng đặng đừng nhưng tuyệt nhiên không vì cây nhà lá vườn.